Ủa vậy là đẹp đó em. Đẹp. Ngáy mà ngáy kiểu mà có bò đóng không? Không bò đóng không? Tối em ngủ mà em luôn trong cái tình trạng gọi là hồi hộp, không biết mình ngủ được chưa, chuẩn bị được ngủ chưa đó. Tức là ngủ mà mặt phòng lo sợ. Rồi, nhiều khi giống như là em chuẩn bị là phê là vô giấc rồi không? Ngáy lên một cái là em trái tim em rớt ra ngoài. Em tỉnh dậy xong em phải cầm điện thoại em đọc, chứ khi nào em buồn ngủ cái em lại chuẩn bị vô giấc nữa thì ổng quên lên một cái nữa. Rồi cái tật này từ lúc mới cưới về hay là từ mới đây em? Dạ không, hồi đó giờ rồi mà em chịu đựng 4 năm rồi đó anh. 4 năm hay em có cách nào chồng em không ngái không? Thường thường anh thấy là đổ nước vô họng và nặng chanh vô họng. Em có cái gì? Bây giờ mình bàn nè, em có cái gì hay chỉ Mia chứ. Không, mà chồng em không có ngái, nhưng mà em gặp một trường hợp giống như Mia là đang chuẩn bị vô giấc cái là nó kêu. Đúng nó kêu. Rồi. Nhiều cơ chế lắm. Vậy hả? Nó vừa có công tắc mà vậy. Mà kiểu là em là một đứa rất là khó ngủ, khó vô giấc. Còn thanh niên kia nằm xuống là 1, 2, 3 là ngáy khò khò. Chính xe chè luôn. Kêu em cắm đi điện thoại giùm anh. Điên kinh khủng. Là em cũng hay bị là tối là cũng làm cho 2-3 lần. Tưởng đâu em còn vẫn còn thức thì đang coi trên mạng, TikTok các kiểu. Thì giống như qua rủ coi chung cái kia sao em lại giật mình tiếp. Trời ơi. Coi điên. Là ngáy hay em ngáy rồi có cách nào chữa trị không? À, bây giờ em không thể chữa chồng em. Mày phải trang bị vũ khí cho em. Vậy hả? Vũ khí là gì? Vũ khí của em là hai cái đồ nhét lỗ tai. Yeah. Mà của dành cho người đi bơi á. Là nó kín không? Dầm mà nước nó không vô được cái lỗ tai. Đúng rồi. Mà huống gì cái tiếng ngáy. Mà nó có hai cọng dây xuống gì nữa, nó buộc lại với nhau. Trời, như cái tay von đi anh. Rồi rồi. Trời ơi, em thể vô cái trời. Trời ơi, về thế giới riêng của mình liền. Đúng rồi, không coi như là ai lại làm sợ người ta. Ủa sao mẹ không một cái gối á, cái gối có mấy cái gối mà dành cho những người ngủ ngáy mua trong xã được mà tham khảo thử. Thì mà có để em tham khảo không? Có. Bữa nay em nặng chanh vô đi. Nó ngái nó có hà hồng không? Bánh ong xả. Ông trời ơi. Ủa Mia, em nè. Trời ơi, tự nhiên cái bánh ông xã cái bánh ông xã. Ngày xưa là anh mê em á Mia. Ủa em cũng mê anh lắm luôn. Quen nhau cái thời mà hai đứa nào cũng chưa có chồng, đứa nào cũng chưa có vợ. Đúng rồi. Rồi để ý nhau trên sân khấu. Nhưng ông trời không xe riêng chúng ta. Bởi vì hai đứa quá hề. Anh thắc mắc là bình thường á em ăn ở ngoài đường, ngoài xá bánh bò, bánh tiêu, bánh lọt không à, tại sao ngày hôm nay em đến cái tiệm bánh sang chồng vậy em? Trời ơi, tự nhiên giờ em sang rồi mà. Đó, em sang rồi. Mấy bữa em mặc đồ thấy ghê lắm, em đứng em ăn bánh bò, bánh tiêu ngoài trời ngoài đường á. Cái đó là quá khứ rồi, quá khứ rồi, bây giờ là em sang lên. Sang lên rồi hả em? Từ ngày mà có phi công em sang lên. Ngày hôm nay anh phi công ở đâu rồi? À, phi công đang ngủ rồi. Gì kỳ vậy? Giờ đây còn sớm, anh mới 8 giờ mấy sáng à. Vậy hả? Nó nghe nè, bây giờ nói chung là không phải nói giỡn nha. Ừ. Cái mặt em bự một cái bánh kem rồi đó nha. Bớt ăn bánh lợi. Trời ơi, bây giờ lấy chồng trẻ, anh sợ mình già hơn chồng, cho nên giờ không biết sao để chăm sóc sắc đẹp, định hỏi anh. Dạ. Là đi phun môi ở đâu? Hỏi anh. Dạ. Là đi phun môi ở đâu? Đẻ này. Sao rồi, hạnh phúc không em? Dạ hạnh phúc. Vui vẻ không em? Dạ vui vẻ. Rồi nhiều khi em có hay ăn hiếp chồng mình không? Thì ăn hiếp thì có, mà quýnh đập thì cũng có. Đó thì hơi tàn nhẫn quá. Dạ. Ăn hiếp thôi. Không, nhưng mà càng ngày càng đẹp nha. Chồng thương không? Dạ thương. Ủa mà ngày hôm nay là khách mời tiếp theo là ai vậy? Em cũng không biết nữa, bây giờ mình đi tìm đi. Tìm. Dạ này chắc bà chủ quá ha, nhìn sang vậy. Dạ bà chủ ơi, cái bánh à. Em. Ủa. Sao em cười chúm chím vậy, em bị nhức răng hả? Đó, tại vì em niềng răng cho nên em ngại nhe răng lắm. À, bé mới niềng răng. Yeah. Lâu rồi em niềng 3 năm rồi đó. 3 năm? Trời ơi, lâu như vậy. Trời. Là em không nói chuyện với ai hả? Ít lắm, nhưng mà em ít khi mà cười nhe răng lắm. Dạ, yeah, em mỗi lần em cười sao? Em thẹn. Ồ, nhìn gọi là chất ngầu mà cười. Nhiều người nói em nhìn mặt em ngầu quá sợ, nhưng mà thật ra lý do là em... Không, mà tính em hiền hay là em bình thường thôi. Bình thường hả? Nhìn anh cũng ngán nha. Em gặp anh hoài luôn á, tụi mình đi làm spa chung chỗ đó anh. Làm gì? Gì? Xăm môi hả? Làm da này kia đó. Giờ em nằm kế bên giường anh hả? Sao không kêu? Rồi hẹn. Tại vì mấy bữa em thấy anh nằm ngủ anh ngáy. Anh nằm ngủ anh ngáy. Mê ngủ ngon. Tại bữa làm môi đau quá, bị thốn quá, cái anh ngủ anh quên luôn á. Sao gặp việc ngã trời, tự nhiên gặp chỗ thẩm mỹ vậy? Ừ. Sao rồi, chồng em đâu rồi?
Ở nhà coi con. Coi con hả? Rồi nấu cơm nấu nước cho chồng ăn chưa? À, chưa, chút nữa về mới nấu. Chút nữa đúng không? Bữa giờ là nói chung là cũng stress nhiều cho nên là tìm đến đồng hồ. Hết như vậy là một người đang hạnh phúc với gia đình, một người đang nói trong lòng mà đang bị stress, không biết phải stress vì chồng vì con hay không. Và bây giờ để biết thêm câu chuyện như thế nào, bây giờ xin mời hai bạn hãy cùng lên trên lầu nha. Chúng ta có một cái phòng riêng và chúng ta cùng nhau làm bánh. Hai em ơi, ở gì giật mình vậy? Trời ơi, hết hồn. Em tập trung em ơi. Hơi buồn ngủ à. Hơi buồn ngủ à, ý là em làm nhanh buồn ngủ đúng không? Không. Tại vì em đang đói bụng đó, bây giờ mình làm bánh nhanh đi để em ăn. Bé này lương lẹo ghê. Em nhà em có hay nội trợ không? Có, em nấu cơm. Vậy hả? Em nhà có nấu cơm không? Không nha. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì đây là hai người con gái nhà ít nấu cơm, ít làm đồ ăn, đồ uống, đồ. Chính vì vậy ngày hôm nay thì xuất hiện ở tiệm bánh này thì mình sẽ làm một món quà dành tặng cho chồng mình. À, mình sẽ làm bánh, mình đem về, mình hát, mình chúc mừng chồng mình. Chúc mừng gì anh? Thì sinh nhật sắp tới chưa? Qua rồi. Qua rồi, xui ghê. Qua luôn. Có ngày gì vui vui, 20 tháng 11. À, 20 tháng 11 đúng rồi, nhờ đúng chồng rồi. Mà mình nên người. Đặc biệt ngày hôm nay có một chuyên gia làm bánh sẽ hướng dẫn cho Thanh Tú cũng như là Mia học cách làm bánh. Chào chị. Dạ chào anh. Thì hai đứa em thì tay chân thì cũng có lủng củng thì không biết làm bánh. Không biết là chị ơi có món nào mà dễ để cho hai đứa em làm chị? Dạ hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị là làm món bánh này. Là bánh chanh phô mai hoa anh đào, nó sẽ là món bánh dễ nhất. Dạ có phô mai thì whipped cream, đường, gelatin chanh. À, chị ơi chị sợ em hả chị hay là chị sợ hai bé này? Em ơi, em không làm người ta khớp kìa em. À, nãy giờ em không có nói gì luôn á. Bậy. Anh nhìn tay vậy nào đó, có sao tao là mê quá hiểu mê không? Quá, mê bé Thi quá. Bé Thi sợ ai bé Thi? Dạ không, em chỉ run thôi. Dạ, cái cách làm sao chị Thi? Đầu tiên thì phải cán bánh quy trước, sau đó sẽ đem bơ đi quay lại vi sóng. Xong rồi chúng ta sẽ qua đây làm máy trộn, mình làm đánh kem phô mai. Đánh kem phô mai, sau đó là gì nữa chị? Sau đó thì đánh xong thì sẽ đổ vào khuôn xong để vào tủ lạnh. Là sao? Đơn giản vậy thôi. Bao nhiêu lâu để ra một cái bánh chị? Để tùy mình làm nhanh chậm khoảng 1 tiếng rưỡi. Dạ cảm ơn chị Thi. Đi anh. Đi đâu? Đi cán. Cán bánh quy cán là sao ạ? Cán ở trong này luôn. Này luôn. Cán. Dạ đúng rồi, lấy cây gậy cán. Lâu quá nè. Rồi, làm coi. Em ơi, cái này mình đập đầu người ta em ơi. Dạ thôi tụi em tự thiêu được không chị? Có gì khi mà làm chị ông chị nhìn camera đó. Cái gì chị ngó chỉ tụi em nha. Tự thiêu luôn, tự thiêu. Dạ, em cảm ơn chị Thi. Dạ bye bye chị Thi. Chúc chị Thi thành công. Wow, Thi đã đi rồi. Em đâm tiêu quá em. Cười gì thì nhìn là cái nết là không biết nấu ăn được rồi. Thiệt luôn á. Hay người ta không? Trời ơi, ta làm nhẹ nhàng, tinh khôi, tinh khiết nè. Trời ơi, cái này cái bịch nó cà dính gì được không ta? Ồn quá, em ồn ào quá em ơi. Ở đây là cái phòng gọi là cái phòng tĩnh lặng mà em ồn quá à. Phải sang lên. Dạ, ở nhà em có ồn ào gì không? Có, em vậy luôn á. Dạ. Mỏi em quá trời luôn á. Mỏi quá trời luôn hả? Đi chen anh vậy á. Em này. Không, thật ra ở nhà em cũng không có vừa gì đâu. Em không có vừa mà em chỉ em ăn hiếp được mỗi chồng em thôi. Vậy hả? Chồng em là nhỏ em bao nhiêu tuổi Mia? Dạ 3 tuổi. Trời ơi, thấy ghê vậy. Gì thấy ghê anh, trời ơi. Trời, thật ra là hai đứa em là hai chị em. Cách đây 10 năm trước. Là bé nào chị, bé nào em? Ủa, không lẽ chồng em chị? Em bước lên thành phố Hồ Chí Minh là em gặp rồi. Gặp ở đâu nè? Thì em gặp trong công ty của chị Ngô Thanh Vân. À, mà lúc đó bé tên Ngô sao? Chị Trinh. Chị Trinh. Em tên Trinh. Su cà na gì từ. Chị Trinh. Đó, chị Trinh. Nhưng mà lúc đó hai đứa không có gì hết trơn á. 4-5 năm sau mới có gì. Tại sao? Cơ duyên gì mà có gì? Thì dạng như là lâu ngày tự nhiên gặp lại. Cái tự nhiên hai đứa đều thất tình chia tay hết rồi. Bây giờ gặp lại tự nhiên thấy ngon. Ngon hả? Không mà ảnh là thuộc dạng tiếp người như thế nào? Đẹp trai không? Ảnh không đẹp lắm. Da cao hơn cao. Cao hơn em chút thôi. Dạ. Cao 1m7 mấy á. Không, mặt tròn. Ủa tả thì ra hồi như cái bánh phô mai vậy. Cái bánh gì mặt tròn mà da nâu. Em tả hồi như cái bánh sô-cô-la vậy em. Như bánh sô-cô-la luôn, ở nhà em kêu cúp bê sô-cô-la của em à. Bế hả? Đàn ông mà tên cúp bế hả? Em kêu vậy đó, cưng cúp bê. Cưng bê. Nhưng mà anh đam mê xe nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đam mê. Dạ, nhà bao nhiêu chiếc rồi? Cũng nhiều lắm anh. Mấy chiếc? Đổ hoài à. Giờ khoảng mấy chiếc? Giờ chắc cũng phải 5-6 chiếc. Giàu bay. Trời ơi, giàu là gia đình chồng có điều kiện hả? Không, kiểu như vậy. Bé ồn quá con gái. Tao đang nhiều chuyện này ồn quá. Không hối thăm thôi, không hối phụ thôi. Nhỏ này.
gia đình chồng em là tất cả mọi thứ đều không quan trọng, nhưng chiếc xe là quan trọng nhất đó hả? Ừ, bây giờ xe. Giữa xe và vợ, em nghĩ chồng em chọn cái gì? Thì theo như em thấy thì ngày xưa lúc mới quen á thì có vẻ như là chọn xe. Chọn xe. Còn bây giờ chọn xe luôn. Bây giờ là không dám chọn xe. Vậy dạ, phải chọn em. Phải chọn em. Em dữ quá mà. Đúng rồi, em dữ hơn chiếc xe. Ghê vậy. Lấy một anh mà nhỏ hơn mình 3 tuổi luôn. Hay ho thiệt. Hay thiệt. Em. Chồng em nhỏ em 5 tuổi. Chồng em nhỏ em 5 tuổi. Thiệt. Nhưng mà em thấy bình thường mà. Kêu chị hai đi em. Dạ chị. Sao hay vậy em? Dữ hơn em nữa. Không, cái câu chuyện chị em xuất hiện từ đâu nè, kể nghe coi. Trong quán rượu, đi uống rượu gặp nha. Lại là đi uống rượu. Nhưng mà thanh niên lúc đó là đi vô quán rượu, tại sao là đang buồn tình? Mà giống như là cái lần đầu tiên em đi quán đó là em đã gặp cái bạn đó rồi. Là bạn của bạn em, thì đúng một năm sau em gặp lại ngay cái quán đó luôn. Ủa, sao đi cho em gặp lại nhau vậy? Duyên mà, có duyên mà. Về rồi xin số điện thoại rồi nói chuyện. Mà nói chuyện lúc đó có xỉn không? Không. Ủa vô quán rượu xong xỉn ta? Không, cơ bản là em đi uống là để em vui vẻ mọi người. Chị đang học trình lộn cũng vui với em. Chị lộn. Gặp ảnh ngồi kế bên. Không, ở bàn khác. Rồi địa nhau. Thì cũng ngó. Cũng ngó. Tại vì đẹp trai quá. Đẹp lắm hả? Thì cá nhân em thấy trời đẹp trai. À. Ngay gu em thích nữa. Cầm cầm trẻ, cao to. Để đi tả đi. Anh chưa? Nha, chồng người ta nha. Chồng người ta, mình có chồng mình rồi. Ai cua trước? Ổng, tại vì lúc đó là em nhớ là em đi ra khỏi quán là 4 giờ sáng. Trời thì nhậu mà 4 giờ sáng xỉn nhỏ xào ghê. Là uống, mình uống vui vui thôi chứ không phải là uống kiểu tu ở đâu. Uống vui vui hả? Thì đi về cái em thấy ổng đi ra trước em rồi mà ai ngờ đâu ổng đứng ngoài bãi dưới xe cũng chơi. Chờ em. Để xin Facebook. Lúc ổng xưng em sao? Xưng em hay là xưng chị? Chưa em bằng chị. Biết nhỏ chắc, hơn chắc hả? Là biết nhỏ hơn thì em thì mình giống như kiểu mình lịch sự mình xưng tên đi, kiểu như cho ngang gì đó dễ nói chuyện. Hiện tại anh đang làm công việc gì? Anh đang là trợ lý của em luôn á. Trời, còn rồi nữa giống như anh luôn đó. Vợ anh theo phụ anh đó. Tại vì chỉ có ảnh tìm cái cảm giác an toàn nhất khi em đi làm thôi. Vậy hả? Em tin tưởng mỗi bạn đó. Vậy ngày hôm nay em có cảm giác an toàn không? Bình thường. Tại vì hôm nay đang hơi bực mình chút cho nên mới bỏ qua đi ra đây nè. Trời, hơi bực mình. Mà nó cầm cái chai kế bên nè. Nè, em giận cá. Nát như luôn rồi nè. Hàng chi giận cá, chém thức ngày nay vợ chồng lục đục hả? Không, thật ra thời gian đầu về cũng có nhiều. Nhưng mà thật ra thì giờ mấy cái tật đó cũng bớt. Giờ chủ yếu là hụt hặc với nhau, như là bực mình nhau vì chuyện con cái là nhiều. Sao chồng em nhà nè, có tật xấu gì không nha? Anh ngủ có ngái không? Gì? Anh ngủ có ngái không? Anh ngủ không bị ngái, mấy mập mới ngái thôi. Chồng em mập không? Trời, chồng em cỡ anh á. Ủa vậy là đẹp đó em. Đẹp. Ngáy mà ngáy kiểu mà có bò đóng không? Không phải bò đóng không? Tối em ngủ mà em luôn trong cái tình trạng gọi là hồi hộp, không biết mình ngủ được chưa, chuẩn bị được ngủ chưa đó. Tức là ngủ mà phập phồng lo sợ. Đúng rồi. Nhiều khi giống như là em chuẩn bị là phê là vô giấc rồi không? Ngáy lên một cái là em trái tim em rớt ra ngoài. Em tỉnh dậy xong em phải cầm điện thoại em đọc cho khi nào em buồn ngủ cái em lại chuẩn bị vô giấc nữa. Thì ổng quên lên một cái nữa. Rồi cái tật này từ lúc mới cưới về hay là từ mới đây em? Dạ không, hồi đó giờ rồi mà em chịu đựng 4 năm rồi đó anh. 4 năm hả em? Em có cách nào chồng em không ngái không? Thường thường anh thấy là đổ nước vô họng và nặng chanh vô họng. Em có cái gì? Bây giờ mình bàn nè, em có cái gì hay chỉ Mia chứ. Không, mà chồng em không có ngái nhưng mà em gặp một trường hợp giống như Mia là đang chuẩn bị vô giấc cái là nó kêu. Đúng nó kêu. Rồi. Như có cơ chế đó. Vậy hả? Nó vừa có công tắc mà vậy. Mà kiểu là em là một đứa rất là khó ngủ, khó vô giấc. Còn thanh niên kia nằm xuống là 1, 2, 3 là ngáy khò khò. Chính xe chè xong kêu em cấm đi điện thoại giùm anh. Điên kinh khủng. Là em cũng hay bị là tối là cũng làm cho 2, 3 lần. Tưởng đâu em còn vẫn còn thức thì đang coi trên mạng, TikTok các kiểu. Thì giống như qua rủ coi chung cái kêu sao em lại giật mình tiếp. Trời ơi. Coi điên. Là ngáy hay em ngáy là có cách nào chữa trị không? Bây giờ em không thể chữa chồng em. Mày phải trang bị vũ khí cho em. Vậy hả? Vũ khí cái gì? Vũ khí của em là hai cái đồ nhét lỗ tai. Yeah. Mà của dành cho người đi bơi á. Là nó kín không? Dòng mà nước nó không vô được cái lỗ tai. Mà huống gì cái tiếng ngáy. Mà nó có hai cọng dây xuống gì nữa, nó buộc lại với nhau. Trời, như cái tay bon đi anh. Trời ơi. Tối cái thể vô cái trời. Trời ơi, thế giới riêng của mình liền. Đúng rồi, không coi như là ai lại làm người ta. Ủa sao Mia không một cái gối á? Cái gối có mấy cái gối mà dành cho những người ngủ ngáy mua trong xã được mà. Tham khảo thử. Mà có để em tham khảo không? Có. Bữa nay em nặng chanh vô đi. Nó ngái nó có hà hồng không?
khó anh. Trời ơi. À, ông nhìn kia nhìn thấy thương, thấy sợ luôn. Giả mặt chứ. Có nào mà đang yêu á kìa. Ờ, dễ thương cưng. Rồi mình khép cái miệng lại giùm luôn. Ồ, cái miệng làm học tủ vậy trời. Khép miệng lại. Cái tay là em để lên này là đã đẩy nhẹ lên. Không có bữa nào mà mới chữa lộn xong nhìn thấy cái đống mấy cái trà lông tiêu chảy cho mà. Thiệt chứ tức chết luôn anh. Bé nó hả bự không em? Bé nó hả bự không em? Anh hỏi sâu quá à. Không, ý là anh hỏi định vừa cái chà lông tiêu lông em gì. Khổ ghê. Em nó hả bự không? Bự. Bự hả? Giờ mình thấy mũi ngái mà hả họng rồi nước nước miếng đường nó kéo tới kéo luôn, nó bị kéo không? Nó kéo nhợ đó em. Giờ mấy đứa mà miệng bự bự đó em. Rồi nó kéo từ cái răng này, nó kéo qua cái răng kia. Nó ơi, thì có nhiều khi đang đầu coi, coi Facebook rồi là nhìn qua cao. Trời ơi. Trời ơi. Sẹt sẹt kìa ơi. Sẹt tưởng nhứt răng ai về hả? Nhiều khi giống như là tự nhiên thấy ông thở hơi lên em khui tưởng tượng nhậu về trúng gió. Anh đúng rồi, em kêu trời ơi trời ơi có sao không, nó có sao đâu đang ngủ. Nhiều khi rồi tự tự bị sắc nút biến anh. Trời ơi nó trời chán trường dễ sợ. Cứu nó không? Cứu sao được, thì lúc đó em không ai cứu em nữa, sao em cứu lại người ta được, chị cũng chết. Ê bây giờ nói nghe, nãy giờ mình nói chuyện mình nói xấu chồng không mà nãy giờ có một công đoạn rồi, chừng nào có cái bánh để ăn rồi bây giờ sao nữa, nãy cô giáo dạy sao vậy, không lẽ giờ kêu cô nó ra làm giùm thiệt chứ mệt quá à. Có cái vụ bánh này cho đây trộn lên, bé này nó không có nết na gì ha. Đó rồi mà quẩy lên quẩy lên. Trời, không ai mà có bộ neo gì luôn á trời. Em nhà em sướng lắm mà, tự làm đúng không ạ? Ở nhà em không làm gì hả? Đâu có, em có làm chứ. Tại vì anh biết sao, ngày xưa em lột đứa rất làm biếng. Thì đúng rồi, ai cũng biết điều đó. Dạ. Cuộc đời em chỉ nói tóc, vẽ mắt, nói lông nheo, vẽ chân mày. Dạ. Rồi ngày xưa em nói chân mày quá rồi dạ. Sáng dậy là cái gì cũng có thể không có. Nhưng cái chân mày phải có. Chưa chân mày. Nhiều khi tối đi ngủ, cái chân mày cũng vẫn phải có nha anh. Bây giờ em khác rồi, em xanh rồi. Xanh rồi, nó dính luôn rồi. Đúng rồi, dính luôn rồi. Giờ mình trộn rồi đúng không? Vậy em thấy ăn được rồi em ơi, đúng không? Ừ. Vậy mình ăn luôn đi hả? Ăn luôn đi em. Rồi về sao nữa? Về sao nữa? Xong rồi bỏ vô đây, mình ịnh nó xuống nè, trở thành cái đế bánh vậy đó. Rồi nãy cô giáo nãy dặn chừng nào qua bên đó mà sai quên rồi. À, cái này xong rồi mới đem cái whipping này qua đánh lên. À. Mình giọng như giọng xà cừ đúng không? Giọng như giọng mặt chồng mình vậy đó. Trời ơi, con bé này. Cái điều mà mệt nhất là phải suy nghĩ là đi chợ không phải nấu cái gì. Tại vì cơ bản thằng con em nó không ăn thịt. Ăn cá. Cá thì lâu lâu ăn, ví dụ ăn nhất là ăn gì, ăn mắm. Ủa con nít mà ăn mắm hả? Ăn mắm anh thề, nó không tin dùng mắm chân, mắm ruốc. Có hôm thì nó thấy em ăn dưa leo chấm mắm ruốc, ăn cơm lại nó ngồi nó chấm nó ăn vậy đó. Trời lúc đầu em stress lắm, như là suốt ngày cái chuyện mà một nội khi là chuyện đi chợ này kia cho nó ăn là nhiều khi điên đầu luôn á. Rồi bây giờ mình giọng xong rồi làm cái gì nữa? Rồi bây giờ em nhớ là để cái này đem qua đánh lên. Ừ vậy em mua bệnh đánh đi. Bé vô dụng, em có ký gửi không cưng? Ký gửi không? Gửi không? Thiệt luôn á, em đâu có vô dụng đâu. Em đúng vô dụng luôn á, thấy cái bàn tay của em là biết rồi, đúng rồi. Nhưng mà ở nhà em là đứa bé nhất ở trong nhà đó anh. Vậy hả? Ngày xưa em một đứa làm biếng, cưới một người chồng làm biếng. Hay một, vậy trời, một... sắp đặt trời khéo an bài vậy. Và xong trời an bài cho em một cô trợ lý cũng làm biếng luôn. Hay ho vậy. Thành ra em là đứa duy nhất. Không mà cái nết của em anh không hiền hiểu là ẵm con như thế nào luôn á. Thiệt luôn, em tưởng tượng có bầu sao luôn á anh. Bầu trời sao ơi. Luôn. Em là con nhỏ rất là hề hước và vui nhộn năng động anh hiểu không? Lý la lý lắm. Rồi xong rồi kìa, xong chưa bé ơi? Dạ rồi anh. Dạ bưng qua mình làm tiếp à. Trời thiệt luôn, hai mình trời ơi, sao giống chủ cả rồi. Thì tại vì người như chị mình đi qua bển làm tội nghiệp chị mình ghê. Không mà tại con bé nó đảm đang. Wow, em thấy là đảm đang không? Trời đây. Hay quá, giỏi quá trời luôn. Ôi, trời ơi, như kem vậy ha. Vậy đó, giống kem trộn anh ha. Sức ghê vậy trời. Con nhìn kem muốn. Giờ sao nữa nè? Rồi, bây giờ mình đổ vô đây thôi, xong mình đem đi để tủ lạnh. Xong rồi đó. Vậy bây giờ mình đổ vô, rồi cái nó ok, xong cái đem gì mình tặng chồng mình, thấy không? Trong khi mà chờ nó lạnh, cái mình nói xấu chồng mình tiếp. Em là bà chồng nghe là ngái, còn chồng em là có cái tật xấu gì không bé? Mớ, lâu lâu nó làm mấy pha buồn cười lắm á. Mớ hả? Nó nói gì em nói trong mơ rồi sao? Tự nhiên đang nằm nhiều khi á, em hay có cái tật nhiều khi em ngủ không được á là em hay lên mạng em coi nghe chuyện ma. Ờ. Thì đang nghe cái xong tự nhiên nghe. Chữ xăm xì. Mớ là nói hả, có đứng vậy không? Không, như kiểu như chỉ tay nói vậy đó, rồi nằm cười. Đứng vậy là mộng du rồi. Hay quá, ham chồng cho ngủ chung được nè. Một bé ngái, một bé mớ. Không, chồng em lâu lâu cũng mớ. Mớ hả? Chồng em là... Nói rõ lời không hay lèm bèm vô đây? Nói rõ lời luôn. Nói rõ lời. Rõ lời luôn, cậu tám bắt cái cầu thang gì đó. Nói chồng cực khổ với Hương mà không còn cười vô mặt chồng nữa. Đó, dễ thương. Rồi bây giờ thế là bánh đã ra rồi. Bây giờ là cái công đoạn quan trọng nhất là cái công đoạn trang trí.
hoặc là mình viết tâm thư, hiểu không? Trời ơi, wow, cái này khó viết lắm anh. Thì đó, muốn làm gì mình làm đi. Lớp du bé đen. Du bé đen. Em ghi lớp du em nặng cục rồi biết bé đen rồi. Đúng rồi. Này này đen đen nè. Đúng rồi, cái này đen hồi lùi. Còn em đúng viết gì luôn. Hai chồng đang giận kìa. Đẻ nữa không? Đẻ nữa không? Nghe là muốn chạy bỏ là chạy trốn luôn. Trời, nó ghi đẻ nữa không? Thiệt luôn á trời. Thiệt thiệt. Như vậy là đã xong rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tủ lạnh, bỏ xong xíu nữa cái mình bỏ vô hộp thờ đẹp đẽ, mình rinh gì cho chồng mình ăn nghe không? Rồi bây giờ mình bỏ tủ lạnh. Mình tự đi đi em. Ủa? Nãy giờ là mình đã nghe những cái tật xấu của chồng mình, thì bây giờ ở chương trình có một cái gọi là một cái phần gọi là thử thách cũng rất là đáng yêu. Trên tay Lâm đang là những chiếc thẻ vui vẻ à, ở trong những cái thẻ này là những câu hỏi nè, hoặc là những tình huống nào đó mà mình chưa trải qua hoặc là mình đã trải qua rồi. Bây giờ sẽ bóc bất kỳ nha, nếu như ai mà bóc được tấm thẻ nào và những câu hỏi đó mình phải trả lời câu hỏi một cách chân thật, thật lòng. Rồi bây giờ ai là người bóc trước đây? Cho Meo trước đi. Dạ Meo trước nha. Rồi. Ở giữa. Ở giữa nha. Hãy nói thật một việc mà em giấu chồng chưa nói, hoặc một điều cảm thấy có lỗi với chồng nhất. Chết em rồi. Chương trình chơi em. Cái này một việc, cái gì em nhiều việc. Thật ra em với chồng của em á là cái gì cũng nói cho nhau nghe hết trơn á. Chỉ riêng có shopping là em báo giá, em khai giá hơi gian thôi. Hơi gian. Vậy cái trường hợp nào em mua cái gì á mà về giá nhiêu mà em báo chồng em nhiêu? À, bé đen à. Bé đen à. À, dạo khoảng một tháng trước em có mua một... Ê, cái miệng này nó không có dễ thương, nó khó chịu lắm. Bình thường thôi. Em có mua một cái túi. Túi màu gì? Màu trắng. Hiện tại nó đang đâu? Đang đeo không? À, em đang đeo á. Đang đeo. À, em đã nói là cái túi đó là rẻ hơn 10 triệu. Ờ, nhưng mà thật ra cái túi đó nó 35 triệu. Nó 35 triệu. À, hôm nay dịp của chương trình thì thám tử hôn nhân thì em xin thú tội với chồng là em lỡ xài lố. Thì mong chồng thông cảm. Tại vì đàn bà con gái mà đi shopping là mình phải đôi khi hay vậy đó. Thì thật ra còn rất là nhiều cái món đồ mà vợ khai gian nữa, nhưng mà vợ quên luôn rồi, không biết. Cái này là gần nhất cho nên là vợ thú tội à, vậy đó. Dạ xin lỗi chồng. Rồi cảm ơn em. Như vậy là Bia đã thú thật một lời là đã mua một cái giỏ. Bé đen ơi, thì cái túi trắng đó nha bé đen nha. Trời ơi, 35 triệu nha bé đen nha. Trời cực quá. Kiếm 35 triệu đâu phải dễ đâu, mình ở lòng nào mua giỏ 35 triệu. Rồi bây giờ tới em nè. Sợ quá, may mà em không biết phải cái câu đó. Em nhiều lắm hả? Đi trang. Đi trang luôn hả? Không, của em là... sao, của em sao? Thì em kiểu là như đợt gần nhất em mua đôi giày. Cái xong họ, ủa đôi giày nè, cái em kêu là bạn em tặng. Tại em tặng xong rồi sinh nhật trễ. Cái xong rồi vô tình bị biết là cái tự nhiên mở tài khoản em ra, cái em thấy ủa tại sao hụt ngay cái chỗ tiền này, tiền này là tiền gì? Rồi em ú ớ. Đến lúc đó em nói thiệt luôn. Rồi cái chưa quýnh em không? Không, kiểu hay ha. Rồi xong rồi mấy đít bỏ đi. Bỏ đưa đi, biết nói sao giờ. Bé này chân thật. Em khai luôn, bây giờ em sợ quá nè. Đọc lớn lên. Trời đất ơi, nếu phát hiện chồng lén đi du lịch với cô gái lạ thì em làm gì tiếp theo? Em tưởng tượng đi. Tưởng tượng hả? Chắc thêm cái đường nữa quá. Có nghĩa là phát hiện rồi là sẽ biết chồng mình đi du lịch ở đó đúng không? À. Thì em sẽ cố tình em rủ một người khác đi lại du lịch ngay chỗ đó luôn, bút một cái phòng ở kế bên. Em bồng con theo không? Không, không. Em không bao giờ em cho con em thấy những cái chuyện đó hết. Ừ. Em thấy một ai đó đi chung với em đẹp trai cao to hơn chồng em. À. Trời, thật ra giờ nói không có suy nghĩ tới luôn á. Đúng rồi, trong khi những chương trình, những cái câu hỏi chưa đúng ai rồi trải qua, xử lý trường hợp như thế nào? Thật ra đối với em thì đã một lần rồi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Không bị tổn thương đúng không? Đúng rồi. Như là em có hai cái tình yêu trước đó thì là em đều chia tay trong trạng thái là em bị cấm sừng. Cho nên là em không cho phép bản thân em để cho người ta cấm sừng em thêm một lần nào nữa. Còn em, ví dụ chồng em đi du lịch thì sao? Trời đất cơ. Tôi đi Phú Quốc em ơi, bạn nhỏ đẹp quá em ơi. Bạn nhỏ cao 1m85. Thì em xử lý người ta. Không, em đã nói với chồng em ngay từ đầu rồi. À. Tính của em là cho dù chồng em phạm bất cứ lỗi gì, mình là vợ chồng, mình tha thứ cho nhau. Chính xác, chính xác. Nhưng duy nhất một chuyện, nếu như anh ngoại tình thì anh sẽ lấy một cái giá rất đắt. Anh đã bỏ đi một cô gái gọi là yêu thương anh, đúng không? Chính xác, chính xác. Em cũng hay nói vậy chồng em luôn á. Không, giờ em nói chồng em vậy nè. Anh mà có con khác thì là anh vô tình
trao em một cơ hội đến với thằng khác. Đúng không anh? Ủa em thổi luôn hả? Ủa em thổi luôn hả? Ủa em không đánh ghen, không đánh gì hả? Không, đàn bà bây giờ là quýnh son chứ không quýnh ghen. Đàn bà bây giờ là quýnh son chứ không quýnh ghen. Rồi bây giờ còn thẻ cuối cùng nha, thẻ là tới Lâm ha. Không biết thẻ gì đây. Nếu phát hiện vợ chồng đang ôm ấp một chồng khác, em sẽ xử lý như thế nào? Anh sẽ xử lý thế nào? Tại sao? Trời ơi, cũng y chang vậy luôn. Thật, nếu mà phát hiện mà đang ôm ấp thằng khác á, về anh sẽ ẵm hai đứa con anh. Đi bụi hả? Khoan, bây giờ phải tâm lý làm sao ta? Phải nhắn tin trước hả? Không, em đánh... gặp anh chứ anh đục thằng đó luôn. Không, anh không đục đâu. Anh sẽ ẵm hai đứa con anh. Anh nhắn cho Quỳnh vợ anh. Em đi luôn đi. Em đi luôn đi. Đừng về đây nữa. Cái vali anh để trước cổng. Không, anh để đúng cái vỏ mà bữa đi. Đúng rồi, để cái vỏ đó. Soạn hết quần áo của em rồi. Em đi đi nhé. Goodbye my love. Nhẹ nhàng vậy thôi đúng không? Đánh lộn, đánh lạo đạp cái gì đúng không? Và bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị trong chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Đó chính là phần thử lòng bạn đời. Ở đây chúng ta sẽ đưa ra một câu chuyện, chúng ta phải diễn thật thật. Tâm lý là phải nuôi. Bây giờ em nói em bị giật cái túi đi. Giật cái túi? Ừ, rồi bị kéo lê ngoài đường. Tét đầu. Ôi, ghê, nhẹ nhẹ thôi. Thôi, tới chương trình này. Thôi đừng chạy mát. Rách hai cái quần nữa coi. Bé này chơi nhiệt tình quá. Vui thôi, đừng vui quá em nha. Để coi chồng như thế nào. Còn em định là tình huống gì? Trời, em chưa nghĩ ra, tại vì cơ bản là chồng em á là kiểu là một cái người rất là khó tin. Giống như là kiểu, tại vì cũng có mấy đợt á em cũng hay xạo ổng rồi ổng bị lừa rồi, đúng ra giờ không biết sao đây. Vậy giờ cho em thời gian suy nghĩ. Đúng rồi. Bây giờ là phần thử thách dành cho Mia. Không biết ổng đang ở đâu nữa. Bé đen thiệt luôn hả? Im im. Alo. Chồng ơi. Chồng ơi, giờ mới bị giật cái túi rồi. Chết. Sao vậy? Chị ù, chị đi gửi xe xong rồi vợ mới bước ra xe đi được chút xíu nó giật cái túi mà giờ té luôn á. Chết, không phải giờ giật. Giờ đang ở đâu? Giờ đang ở đường này, đường gì vậy ta? Trong đó có gì? Thì trong đó có tiền, có tiền, có thẻ ngân hàng này kia, mất cái túi luôn. Cái túi trắng đó hả? Ờ. Bây giờ vợ có sao không? Vợ chạy vội có sao không? Vợ bị chạy cái chân với rách cái quần luôn. Bây giờ chồng chạy lên đem đồ gì đó không? Bây giờ chồng đang đâu vậy? Chồng đang đi lấy cho anh, đang chạy về nhà. Giờ chồng chéo của vợ luôn đi. Bây giờ vợ đang... Đi vô trong đứng đi, đừng có đứng ở ngoài, nó chị đi ngoài nữa. Vậy vợ đứng trong nè. Vô tập công an mới giúp phá cái thẻ nó lại đi đã. Rồi. Vợ nhắn cho chồng địa chỉ em chạy qua. Dạ, giờ đang sư vận hạnh á. Rồi, chồng về rồi tới nhà rồi, cắt cái chân em chạy qua liền. Rồi. Trời ơi, dễ thương chứ. Nhà cũng biết biết nhiều. Em ơi, giờ điện lại đi em. Em giỡn anh ơi, Giờ xin lỗi nha, bây giờ nó chửi em nữa nè. Trời ơi, em lại anh, cơm áo gầu thì em lại anh. Trời ơi, mắc cười. Alo, chồng em. Chồng ơi. Alo. Chồng nghe. Chồng ơi. Giờ đang quay chương trình. Nãy giờ giới thảo á. À bé đen ơi. Anh là Lê Dương Bảo Lâm đến từ chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Bây giờ để thử cái cảm xúc của em như thế nào. Nhưng mà quả thật em là một người chồng rất là yêu thương vợ của mình. Bé đen ơi, anh cảm ơn bé đen nhiều nghe. À, Lâm ơi, em đang chạy xe, em đi lấy hàng về để mà. Anh Lâm ơi, gọi giờ công an bắt em luôn rồi nè. Chết mẹ luôn rồi, ok rồi, ơi công an bắt em. Trời ơi, chơi em. Chương trình chơi luôn rồi. Thì vừa đi vừa nghe điện thoại bắt cái tội đó. Thì vô kiểm tra giấy tờ. Anh làm chanh hả? Em làm chanh. À nãy nghe làm lấy chanh. Lấy chanh là tưởng gì? Nhà bán lấy bánh gỏi. Anh luôn ghê, bị công an bắt luôn rồi. Giờ tới em sao nè? Cho em xin cái điện thoại với à. Nghe mẹ. Ủa anh đang đâu ạ? Anh đang ở công trường Mỹ Linh nè, ngồi anh với đại ca nè. Ê, em nói nghe nè, em không biết sao cái thẻ visa của em á tự nhiên bị mất hết năm bị nó bị mất tiền ở trường hết năm mươi mấy triệu của em Khánh ơi.
cái gì ghê vậy? Không biết nữa. Cái mã thẻ visa đó không biết giờ có bị sao không ta? Vậy cái gì ghê người ta? Giờ em gọi bỏ ngân hàng liền đi. Cho em bấm điện thoại không nổi luôn Khánh ơi. Vậy là vậy giờ quá. Bây giờ là em gọi ngân hàng liền anh đi. Rồi. Anh em chạy ra ngân hàng luôn. Giờ em nói trường hợp của em trước khi em có thẻ, đúng không? Rồi. Em gọi ngân hàng trước rồi. Rồi em thở dạ, nhỏ dạ, luôn á, bây giờ nó nghe nè, coi sửa soạn có gì chạy qua rước em. Rồi, ok. Giờ chạy qua nè. Trời ơi. Em biết ngay quá. Thấy không? Bíp. Điện lại em nó chửi em nè, giờ là tâm lý nó chửi em nè. Nghe nè. Nó nghe nè, em đi qua chương trình nó đừng chửi em. Em qua đâu? Không có, ý là hồi nãy em gọi anh em nói mất tiền là em xạo á. Trời. Thôi đừng chửi, tại vì bị thử thách á, đừng chửi. Trời ơi, em đang bực la lớn á, gọi vậy nha. Ok. Rồi, ôi chết rồi, về phạt luôn rồi. Chết rồi, bay bay nhau trên Đà Lạt. Nếu hư sẽ bị phạt. Thắt cổ em bằng cà vẹt. Ghê thiệt. Nghe chồng rồi ghê quá em ơi. Và bây giờ sẽ là một cái phần cũng rất là đặc biệt. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa các bạn vô phòng riêng. Gì ghê ở cái phòng đó là chỉ một mình bạn và một cái máy thôi. Tụi bạn sẽ trải lòng vào những cái lời đôi khi mà vợ chồng mình có nhiều cái khi mà mình không có dám nói. Hầu như là ngày nào cũng chia sẻ với nhau những cái việc xung quanh mình, mà hôm nay chồng đi làm thế nào, hôm nay vợ đi làm thế nào. Rồi nói chung là vợ chồng Mia chia sẻ nhiều lắm, nhưng mà nhiều nhất là Mia. Còn chồng Mia thì nói ít hơn Mia. Thì Mia cũng muốn là sau này mình sẽ được nghe những cái lời chia sẻ trong thâm tâm của chồng nhiều hơn cho mình. Đối với ai chồng như thế nào cũng được, nhưng mà đối với vợ, chồng là cục cưng và mãi yêu chồng. Hello. Thực ra là cũng từ rất là lâu rồi em không có nói những cái gọi là ngọt ngào đối với anh. Đôi lúc em hay kiểu em hay lớn tiếng, với lại em hay kiểu đẩy anh ra xa, không phải gì hết. Nhưng mà thông qua chương trình thì em chỉ muốn gửi lời cảm ơn Khánh rất là nhiều. Tại vì trong khoảng 3 năm nay Khánh đã luôn ở bên cạnh em, lo cho em rất là nhiều thứ, lo cho con. Đôi lúc thì em biết là anh rơi vào những cái trạng thái rất là tiêu cực, rất là buồn. Thì em mong là hai vợ chồng mình sẽ cố gắng cùng nhau để có một cái cuộc sống nó tốt hơn. Mà chị nha, không nói nhiều không quen. Bye bye. Hey, như vậy là thời gian đã thấm thoát tôi đưa, mới đây mới đó mà đã hoàn thành xong hai cái bánh rồi. Thì Mia ơi, bây giờ nếu như em cầm bánh về thì em sẽ nói chồng em như thế nào? Em nói là coi như 500 ngàn nó mua cái bánh. Là nãy là bị chú Ngoan bắt. Đúng rồi, cái bánh này thật ra chắc 200 ngàn đúng không? Mà công sức em làm 300 ngàn coi như đủ 300. Rồi vậy đó hả, còn em về em cầm bánh tặng chồng em nói làm sao? Nè ăn cho mập đi. Mở ra đẻ nữa đi, tụi ăn mập đi rồi đẻ nữa đi, xong đi hoài vậy. Thì coi như giờ tặng cái bánh để cho được có phạt nữa. Phạt mới vui. Phạt vui. Ngày nào cũng đòi phạt hết cho nó hết vui. Hết vui rồi. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.